model là Onkyo N3X. Dàn này full chức năng gồm có CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn hỗ trợ ngồi AUX 2 đầu AV Razak 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. FM của dàn tần số là 108 bắc full đài Việt Nam. Dàn hỗ trợ ngồi sub out để kết nối sub điện rời, tăng thêm dãy âm trầm. Có ngồi optical out, không có ngồi optical in nha. Onkyo N3X, hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V, công suất âm ly là 42W, công suất loa là 140W trên cặp loa. Đây là góc cạnh mặt sau của hai loa và của cả bộ dàn. Cần xem hình ảnh chi tiết hơn thì vui lòng vào Zalo 0931008099 để em tư vấn. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình một cái remote học, tức là khiển học mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Trên âm ly này mình có thể chỉnh được bass, treble, mid, mức, super bass, siêu trầm và nhiều tùy chỉnh khác. Trên âm ly, bass của lo là 12cm treble dome, chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm, dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 30 m2. Đây, super bass siêu trầm em đã chỉnh thôi nè. Bass á thì em chỉnh cộng 6, mình có thể lên tới cộng 10 tùy gu, tùy sở thích và tùy nhu cầu nha. Trép thì em chỉnh ở cộng 3. Em đang test nhạc không lời qua chức năng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Tiếp theo, mình sẽ nghe nhạc qua đĩa CD. CD và MD bên em có bán và nhận chép nhạc theo cầu. Chỉ cần gửi cái link YouTube nào mà mình thấy hay nè, tên bài hát nào mà mình thấy yêu thích nè, hoặc là tên ca sĩ vào Zalo, em sẽ chép theo đúng ý của các bác vào đĩa CD cũng như MD cho mình. Em có bán cái khiển học, tức là cái remote học, mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Em có nhận gắn Bluetooth vào trong âm ly, thì đương nhiên là sau khi thở gắn Bluetooth trong âm ly thì chất lượng nó sẽ ok hơn nè. Bắn sóng xa hơn, chống nhiễu ok hơn. Và đương nhiên rồi, nó sẽ lọc được chất lượng âm thanh hay hơn so với Bluetooth gắn ngoài. Chỉ cần bật điện thoại, laptop, máy tính là mình có thể phát được những bài hát yêu thích mà không cần ghi nhớ rùm ra. Do dàn này sử dụng nguồn điện 100V nên các bác có nhu cầu mua cục đổi nguồn li-o kèm dàn, hoặc là cần chuyển điện từ 100V lên 220V thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện cho các bác. Sau khi thợ chuyển điện xong, mình chỉ việc cắm vào điện 220 là sẽ ok. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa CD. Nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn trường. Bộ dàn này rất là hay nha. Nhỏ, gọn, lo có phân tầm, chỉnh được bass, treble, super bass siêu trầm để trong phòng ngủ hoặc là phòng khách nào tầm 30m2 là nghe hay lý tưởng vô cùng. Remix qua chức năng đĩa MD. Anh không thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngọt, bởi vì ngọt ngào đến hôi hương tăng mây. Dài khờ thôi khi đang tăng tay, yêu thương cho anh chỉ giữ ở đây. Bao ngày xem như em là CD MD ao ý kết nối điện thoại. Em đã đến cho các bác tham khảo đều và trong hoàn hảo. Bây giờ em xin kết thúc clip. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.